có trường hợp, sản phụ thai 31 tuần, ở quận 4 bị dọa sinh non, trên bệnh cảnh nhau tiền đạo, nhờ bệnh viện Sài Gòn qua hỗ trợ. Chỉ sau 5 phút chúng tôi đã có mặt, bác sĩ Trần Điền Tú, một trong những bác sĩ, trực tiếp đi cấp cứu, bằng xe hai bánh kể lại. Bác sĩ Trần Điền Tú, một trong những bác sĩ, trực tiếp đi cấp cứu, bằng xe hai bánh cho biết, hầu hết người dân, đều rất nhiệt tình đón nhận. Loại hình cấp cứu mới này, có người biết qua báo chí, có người lúc xe đến mới biết, nhưng họ đều rất ủng hộ. Bởi theo bác sĩ Tú, với loại hình xe cấp cứu hai bánh, bác sĩ đến rất nhanh, so với trước đây. Sau khi nghe tin báo, trung bình chỉ từ 3 đến 5 phút. Xa hơn thì không quá 15 phút, là bác sĩ đã tiếp cận được người bệnh. Đặc biệt, vào các khung giờ cao điểm, giao thông ùn ứ, kẹt xe nhiều nơi, thì xe cấp cứu hai bánh cũng vẫn đến với người bệnh một cách nhanh nhất. Bệnh nhân cấp cứu cũng rất đa dạng. Từ các em nhỏ bị sốt cao co giật, do siêu vi, đến các trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thai phụ. Bác sĩ Tú nhớ lại, có trường hợp sản phụ. Thai 31 tuần ở quận 4, bị dọa sinh non, trên bệnh cảnh nhau tiền đạo, nhờ bệnh viện Sài Gòn qua hỗ trợ. Chỉ sau 5 phút chúng tôi đã có mặt. Bệnh nhân đau dữ dội, vùng hạ vị, cộng với xuất huyết âm đạo nhiều, nên cùng với xe cấp cứu hai bánh, bệnh viện cũng đồng thời xuất luôn xe 4 bánh, để sau khi bệnh nhân được sơ cứu tạm ổn, sẽ chuyển ngay đến bệnh viện Từ Dũ. Tuy nhiên, cũng có những lúc bác sĩ thấy bất lực và day dứt. Bác sĩ Tú kể lại, lần đó có một ca, gọi cấp cứu 115, vì người nhà bị nhồi máu cơ tim cấp. Khó thở. Khi trung tâm cấp cứu 115, điều phối cho bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, chúng tôi gọi điện lại, để xác nhận tình trạng bệnh nhân, cũng như địa chỉ, và sẵn sàng xuất xe hai bánh, thì người nhà cho biết, họ đã gọi taxi cho bệnh nhân rồi. Nhưng do vào giờ cao điểm, xe taxi không thể đi nhanh, nên khi vào đến bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng tim được 15 phút, và không thể hồi sức. Giá như lúc đó, họ đồng ý cho đội cấp cứu hai bánh đến ngay, thì có lẽ chúng tôi đã cứu được bệnh nhân. Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, trong 20 ngày thí điểm, mô hình xe cấp cứu hai bánh, bệnh viện đã xuất 26 lần. Xe hai bánh đi cấp cứu, tổng số lượt cấp cứu ngoại viện là 76 ca. Trong đó có 9 ca, bác sĩ cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân không cần phải nhập viện. Và 17 ca, bệnh viện điều động cùng lúc, cả xe hai bánh và 4 bánh. Việc điều một lúc hai loại xe, chủ yếu rơi vào các trường hợp tai nạn giao thông và các bệnh lý cần phải nhập viện khẩn cấp. Bác sĩ đi xe cấp cứu hai bánh đến trước để kịp thời sơ cứu, trong khi chờ xe cứu thương đến để chuyển bệnh nhân về bệnh viện điều trị. Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui cho biết, từ khi sử dụng xe cấp cứu hai bánh, số lượt đi cấp cứu ngoại viện đã tăng 30% so với giai đoạn trước đây, khi chỉ dùng xe cứu thương đi cấp cứu. Trong thời gian tới, sau khi được bổ sung thêm bác sĩ, bệnh viện sẽ tăng thêm số xe cấp cứu hai bánh để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mô hình xe cấp cứu hai bánh là một trong nhiều loại hình xe cấp cứu trên thế giới đã sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh trong các tình huống dưới hẻm nhỏ kẹt xe mà có người cần cấp cứu, thì lực lượng cấp cứu phải đến hiện trường nhanh, quan trọng nhất là sơ cấp cứu ban đầu. Thì xe cấp cứu hai bánh cũng là một phương án lựa chọn. Bác sĩ Thượng cho rằng, sau khi nhân rộng, cách làm này sẽ được thực hiện bài bản hơn. Từ thực tế thí điểm, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp nhận cho bệnh viện quận 2, quận 1, quận Thủ Đức, quận 4 và cả trung tâm cấp cứu 115 tham gia thử nghiệm, bổ sung loại hình xe cấp cứu hai bánh cho các trạm cấp cứu vệ tinh đặt tại các bệnh viện này. Đây chủ yếu là các bệnh viện có mật độ giao thông cao, nhiều hẻm nhỏ và số lượng xe cứu thương không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp cứu hàng ngày. Dự kiến, việc thử nghiệm xe cấp cứu hai bánh giai đoạn 2 sẽ kéo dài trong 3 tháng. Sau đó thành phố sẽ sơ kết, đánh giá hiệu quả, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế đề nghị triển khai chính thức mô hình này. Nữ công nhân bị oan, anh thấy mình cần xin lỗi tôi không? Điều tra viên nói, cái đó không phải trách nhiệm của tôi, sẽ có người đứng đầu một cơ quan ra xin lỗi chị, tôi là thực hiện theo quy định của pháp luật ha. Sau hơn 4 năm bị khởi tố oan, hôm 29 tháng 11, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mới chính thức mời nữ công nhân Tiết Lệ Trân, 29 tuổi, đến để giao quyết định đình chỉ điều tra bị can. Tại buổi làm việc với điều tra viên D, chị Trân đặt vấn đề vì sao quyết định đình chỉ đã ban hành cách đây hơn 1 tháng, nhưng giờ chị mới nhận được. Vị này cho biết, thời điểm nhận được hồ sơ thì mới tống đạt, nếu chị Trân có thắc mắc thì cứ làm đơn.
Chị Tranh hỏi, lúc đầu anh nói là lỗi do tôi gây ra rồi khuyên tôi nhận tội, nhưng cuối cùng thì phải đình chỉ. Anh có thấy mình cần phải nói một lời nào đó với tôi không? Điều tra viên Đê đáp, cái đó sẽ có một cơ quan nói với chị. Nếu cảm thấy bị oan, chị yêu cầu bồi thường sẽ có cơ quan đứng ra nhận lỗi với chị. Chị Trân tiếp tục đặt câu hỏi, anh vẫn không thấy mình sai. Cái đó không phải trách nhiệm của tôi, sẽ có người đứng đầu một cơ quan ra xin lỗi chị. Tôi là người thực hiện theo quy định của pháp luật ha, điều tra viên Đê chốt lại. Chia sẻ với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, chị Trân cho biết chị không đồng ý với cách trả lời của điều tra viên. 6 năm rồi, tôi chờ có ngày hôm nay thôi. Điều tra viên nói như vậy tôi rất buồn. Nếu ban đầu họ chịu nghe tôi nói thì đâu có chuyện khởi tố oan tôi. Đã làm sai mà không nhận lỗi, tôi không biết nói sao nữa. Nếu không có báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đăng bài báo thì không biết đến khi nào mới nhận được quyết định đình chỉ. Chị Trân cũng cho biết hiện chị đang nhờ luật sư giúp chị làm thủ tục yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh phải đứng ra công khai xin lỗi và bồi thường cho chị. Như pháp luật thành phố Hồ Chí Minh từng phản ánh, giữa tháng 4 năm 2012, chị Trân chạy xe máy chở cô bạn là Phạm Thị Mỹ Vân trên quốc lộ 1A từ cầu Bình Điền về chợ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra va chạm dẫn đến chị Trân bị gãy tay thương tật 13%. Còn chị Vân ngồi phía sau bị xe tải cán qua đùi gây tổn hại sức khỏe lên đến 85%. Trong suốt quá trình điều tra, chị Trân liên tục kêu oan. Chị cho rằng xe tải bất ngờ chạy vào làn đường xe máy nên hông bên phải xe tải va vào tay lái xe máy làm chị mất thăng bằng. Thấy vậy, xe tải mới chạy sang trái trở về làn đường ô tô rồi thắng đột ngột làm chị Vân ngồi sau xe bị ngã xuống đường. Tiếp đó, có một lực đẩy đụng vào phía đuôi xe làm xe chị Trân ngã xuống đường rồi bị xe ba gác kéo đi một đoạn. Thế nhưng, tháng 10 năm 2014, chị Trân vẫn bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, khung hình phạt đến 5 năm tù. Rất nhiều lần Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ nhưng không thể tuyên án. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh vẫn bảo lưu quan điểm nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do chị Trân điều khiển xe không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ, xử lý kém. Từ sự đấu tranh của pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cùng hai luật sư Hồ Tố Trinh và Lê Quang Vũ cùng văn phòng luật sư người nghèo, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10, cơ quan điều tra đã phải đình chỉ điều tra đối với chị Trân vì đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội. Nam sinh lớp 11 ở Nam Định chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời. Chiếc xe ô tô kiểu dáng giống xe Volkswagen chạy bằng năng lượng mặt trời có thể chở được 2 người, vận tốc tối đa lên đến 40 km/h, vừa được một học sinh lớp 11 tại Nam Định sáng chế thành công. Ngô Việt Cường, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân, Ý Yên, Nam Định, sáng chế thành công một chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời với kiểu dáng sang trọng, trang nhã, gần giống với xe con bò Volkswagen huyền thoại của Đức. Cường cho biết vì đam mê chiếc xe Đức nên đã dành những thời gian rảnh rỗi để thiết kế những bản vẽ cho chiếc ô tô mà cậu luôn mơ ước. Là con nhà nòi, gia đình có gara sửa chữa ô tô, Ngô Việt Cường đã lên ý tưởng và quyết định thực hiện ước mơ chế tạo chiếc xe điện bằng chất liệu tôn với kiểu dáng do chính cậu thiết kế vào khoảng giữa năm 2018. Bước đầu bắt tay vào thực hiện gặp rất nhiều khó khăn từ kinh tế đến việc lựa chọn tìm mua đồ, động cơ sao cho phù hợp. Sau khi lựa chọn được động cơ lại tiếp tục phải tính toán đến việc làm sao cho thân xe thật chắc chắn, kiểu dáng bên ngoài thật độc đáo. Do đã bỏ nhiều thời gian thực hiện bản vẽ, thiết kế nên khi đã lựa chọn được động cơ cũng như tận dụng được nhiều vật liệu từ xưởng sửa xe của bố, Cường bắt tay vào chế tạo. Sau khoảng hơn 3 tháng thực hiện, chiếc xe đã có thể lưu hành, chiếc xe có thể chở tối đa 2 người và chạy với tốc độ 40 km/h. Chiếc xe kiểu dáng Volkswagen được thiết kế sử dụng động cơ điện, sạc điện bằng tấm pin năng lượng mặt trời, vô lăng, hệ thống lái được tận dụng từ xe ô tô cũ hỏng bỏ ra, giảm xóc cũng được tiết kiệm từ xe máy. Nội thất phía bên trong xe như sàn, trần, táp lô được bọc bằng da màu nâu, kẻ caro trang nhã. Trong xe cũng được thiết kế hệ thống âm thanh chạy bằng thẻ nhớ hoặc Bluetooth giống như những ô tô thông thường.
Cường cho biết do biết em thích chế tạo ô tô nên mẹ luôn là người bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ em về tài chính, còn bố luôn là người hướng dẫn hỗ trợ và chỉ bảo cho em về kỹ thuật, hướng dẫn em những phần việc mà em cảm thấy khó khăn, em rất vui vì điều đó. Cường cũng cho biết sau thành công của chiếc xe kiểu dáng Volkswagen này, trong thời gian tới nếu có điều kiện em sẽ làm một chiếc xe khác kiểu dáng thể thao giống với chiếc xe Lamborghini.